Đây em à. À, mới làm xong đôi giày để chuẩn bị giao khách. Trước khi giao khách thì em cũng phải test đấy, chút xíu em đeo thử. À, bữa nay em ra ngoài hè có mấy cây tràm ngoài hè, tràm lai vỏ mỏng, rồi để em đi thử coi nó cách thức sao. Dưới phần mình khi mình leo cây á, mình hãy lựa cái đôi giày mà thích hợp với mình á, nhất là đừng nên xài cái đế cứng, cái đế mềm thôi. Đế mềm nè, nó có khớp mới ngắn là mình xài dễ xài ha. Cái cây này là của hàng Asia, Asia trăm mấy chục ngàn đôi á, nó đi mềm lắm. Đôi này em đi cũng bền lắm cả năm á, nhưng mà nó do cổ thấp cổ nó ngắn á, cổ ngắn thì mình chưa có thể mà cưa nó lọt vô á, do cái ống quần mình không chùm lại á, nó ưa bị kẹt vô chỗ này nè, đau lắm. Còn đây là cổ cao, hàng này hàng cao cấp, thì không cao cấp gì mấy, nó có 300 mấy à, nhưng mà nó im một cái là cái hầu nó sâu nè ha, cái hầu nó sâu, anh em đi giày rất là vững luôn, im. Đâu, cái đôi giày này em mới mua mấy ngày nay nhưng mà cái hầu này sâu, đi im lắm. Cái đế này em giày này em mua 350 á, nhưng mà leo được vài lần rồi nên nói chung là im. Cái cổ nó một là tuy tháo dây á rườm rà chút hơi lâu, nhưng mà được cái cổ cao mình siết lại bóp vô được cái giò mình á, cưa nó mà cưa nó hạn chế lọt vô giò nên ít đau lắm. Còn mấy cổ thấp này nhiều khi mình cưa rồi mặt cưa dính theo đây nè, ống quần mình phủ không tới á, rồi cưa nó lọt vô đây đau lắm. À, mua được mấy cái cổ cao này im nè, mặt cưa nó không có vô. Chứ phần mình đừng có xài cái mỏ trước, hạn chế xài mỏ sắt nha, tại vì mỏ sắt nó cũng có hai, cũng có cái lợi cũng có cái hại. Cái nhất thì mình cưa này chống va đập thì tốt, nhưng mà tới xuống đất mình đi tới lui á, đi không quen thúi không giò hết đau lắm. Em có một đôi em bỏ luôn rồi, xài không được, tại vì mình vừa leo cây vừa đi dưới đất nữa, không lẽ mỗi lần xuống rồi mình tháo ra nó cũng rườm rà, nên mình xài để cái mỏ mềm thôi, đặng mình sử dụng dưới đất được luôn. Đây rồi chuẩn bị test, mới làm xong chiều hôm qua, giờ sáng nay em test xong rồi mới đóng gói giao cho khách. Đôi nào em cũng phải test hết cho, tuy mình làm thì cũng khuôn một mẫu thì nó cũng chuẩn hết rồi, nhưng mà cũng phải thử coi nó độ an toàn nó im hay không. Rồi em xin kết thúc video, chuẩn bị em đi ra hè leo tràm. Em có trồng mấy cây tràm mùa hè nhỏ nhỏ không à, nhưng mà có cái là tràm lai vỏ mỏng á, vỏ mỏng là khó đi nhất, hổng gậy test sao với test dừa không à, bữa nay đi test tràm bữa ơi. Rồi như cái phần cọng dây dán này nè, em có may mấy đường chỉ này nè, rồi anh em nào về mình sử dụng á, nó có dư thì cắt bỏ đi, tại có may đường chỉ này là nó không bung chỉ đâu. Cái đầu này cũng vậy, cái đầu này muốn có may sẵn ra nè, ví dụ nó thích hợp với cái chân mình á, thì mình cắt bớt đi cho nó gọn lại dễ sử dụng hơn. Đầu nào cũng có may sẵn ra nè. Rồi em chuẩn bị đi test đây. Đây mình chuẩn bị leo mấy tràm này nè, nhỏ nhỏ không à, nhưng mà được cái có chỗ đi test. Đấy. À. Rồi em chuẩn bị mang giày vô. Đây mình cách thức mình mang giày ha. Đây, bóp nặng nó ra. Chiếc này chiếc trái. Chiếc này chiếc phải, cái này cái khóa này mình bóp lên sau này nè, đẩy tới là dây nó giãn ra, mình bóp này xuống tháo rồi ra đó. Đấy khi giày mới gì thì anh em canh cái gót sau mình cho ngon lành chút cho nó chuẩn đi, rồi thì mình mai mốt mình tháo ra, chỉ tháo ở trước thôi, ở sau khỏi tháo. Đấy, chỉ tháo cùng dây trước vậy thôi. Thì đầu tiên thì anh em gạy này lại cho nó chuẩn đi, cho nó cố định chỗ đó, dễ mang. Cái này do bắp chuối em hơi lớn á, nó vừa trường hao, mấy anh bắp chuối nhỏ nhỏ một chút.
Đây mình giữ cố định làm sao nó ngay cái hót này, nó ngay cái lợi đó là dày mới tuột ra. Đây cũng vậy. Đấy. Canh sao phù hợp với cái chân mình á. Gài vừa tới thôi. Đây. Ở sao siết vừa đủ thôi, đừng siết chặt quá. Tại ở trước mình còn giữ lại nữa ha. Này. Nữa mình tháo thì tháo đi trước thôi, chứ sao mình khỏi tháo. Đây, cứng vô. Đấy. Ở đây cũng vậy. Siết giữ chặt ra đây ở trên này trước. Cho nó giữ cố định đi. Mang nó dễ. Xe khóa này nó lâu hơn miếng giá một chút nhưng mà nó bền. Được này mất kia. Không có gì mà hoàn hảo hết. Đấy. Như mấy trường hợp mấy giá cái khúc này nó dư nè, mình cắt bỏ đi cho gọn lại. Để nó dướng vô mũi á, mình không thấy được mình đạp á. Rồi cây cối rồi bỏ lâu quá rồi. Trồng không có săn sóc. Rồi. Đi ngon lành. Đây là sẵn tỉa mấy nhánh luôn. Tỉa cho nó suông luôn. Chạm lai này vỏ rất mỏng nha. Có cầm dây điện của mấy chạy bơm á. Rồi em leo lên vài bước nữa em xuống rồi. Mình qua test cây test cây ấy luôn. Cây bạch đàn luôn. Ngon lành. Chạm rất là rõ, rất là ổn nha. Anh em đi chạm á, mình đi từ từ thôi. Do cái da nó dễ tuột lắm. Mình chèo cây nếu mà chuyên nghiệp á, tốt nhất nên đầu tư vào công dây giữa. Đây. Nó đi xuống hơi khó đi chút xíu nha, và đi lên thì cái đầu gượng mình có à. Đi xuống hơi khó đi chút. Đây. Đây quẩn em ra em gông mấy đám chàm của em lại cho nó suôn sẻ chút. Rồi mình qua test cây bạch đàn luôn, leo cây của người ta luôn. Rồi bây giờ mình leo cây nhỏ này ha, cây bự nhánh không à. Này nói chung cũng của bà con mình không à, chứ không có ai lạ chứ. Tốt nhất máng camera vô. Đi ngã người ăn chút à, mà giày nói chung đi thẳng đứng cũng được, không có ảnh hưởng gì. Để em đứng luôn nè, đứng thẳng luôn ha, đứng thẳng thực tế luôn. Đây. Đây thì mình móc cọng dây đai lên thì mình cứ lên từ từ, từ thôi, nó an toàn hơn. Đấy, ngã người ăn chút. Khi mình leo cố định một chỗ rồi mình đứng ngự lên nó sẽ an toàn hơn ha.
để mình đâm thử coi. Rồi rồi có nó tà mũi hay gì không ha. Đấy. Đi xuống thì cứ đi từ từ thôi. Đấy. Có cọng dây giữa thì mình thả mau chút. Rồi. Rồi khi mình tháo dây á, mình đẩy này nè, bóp này khi nó giạt ra cái mình bóp này, bẻ xuống đẩy ra, rồi tháo ở trước ra thôi. Rồi ở sau không cần tháo, ở sau không cần tháo nữa. Đây cũng vậy, bên đây cũng vậy, bóp mạnh vô là dây tự tuột ra, đè xuống mình lấy ra. Nói chung là mũi còn ok ha. Bịch đàn mà dập như vậy là ok rồi. Rồi em xin kết thúc video đây nha. Này em vô bắt đầu đóng hàng gửi cho khách. Rồi.